Rất vui gặp lại quý vị tại hành trình khám phá lịch sử thế giới. Nếu chúng ta từng cảm thấy kinh ngạc với những phát minh của khoa học hiện đại, thì nhưng có bao nhiêu quý vị biết rằng ngay từ thời cổ đại cũng đã có những phát minh, nếu tìm hiểu về nó, chúng ta còn thấy nó vĩ đại hơn nhiều lần. Bạn đã bao giờ từng thắc mắc rằng tại sao những công trình có từ thời kỳ thịnh trị của đế quốc La Mã lại có thể tồn tại đến bây giờ mà chưa bị đổ sụp? Câu trả lời cho nghi vấn này nằm ở loại bê tông đặc biệt mà họ sử dụng, cụ thể được gọi là bê tông La Mã. Theo nghiên cứu của nhà khoa học, người La Mã đã có một công thức đặc biệt để làm nên loại bê tông có độ bền lên đến hơn 2.000 năm của mình. Bê tông La Mã chỉ là một trong những phát minh đi trước thời đại của người xưa. Hãy cùng Lịch sử Thế giới khám phá những phát minh này qua video ngay sau đây. Chúng ta đã bị thất truyền bí quyết chế tạo một số phát minh hữu ích nhất trong lịch sử loài người, và ngay cả với tất cả tài trí và các phát hiện của chúng ta, tổ tiên cách đây hàng nghìn năm vẫn làm chúng ta kinh ngạc với tài trí và những phát hiện của họ. Chúng ta đã tạo ra được một số phiên bản hiện đại của những phát minh này, nhưng cũng chỉ vừa mới gần đây. 1. Lửa Hy Lạp, vũ khí hóa học bí ẩn. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ 12, quân đội của đế quốc Byzantine, đế quốc Đông La Mã hay đế quốc Hy Lạp thường bắn một chất liệu bí ẩn vào tàu quân địch trong các trận tùy chiến. Loại chất lỏng này được bắn ra từ các ống nước và đốt cháy trong nước, và chỉ có thể dập tắt bằng hỗn hợp giấm cát và nước tiểu. Hiện chúng ta vẫn chưa biết loại vũ khí hóa học gọi là lửa Hy Lạp này được làm từ gì. Đế quốc Byzantine canh giữ bí mật này cực kỳ cẩn thận để đảm bảo rằng chỉ có một vài nhóm người được lựa chọn mới được phép biết đến, và vì vậy rốt cuộc nó đã bị thất truyền. Thứ hai là thuốc giải bách độc. Cái gọi là thuốc giải toàn năng cho tất cả các loại thuốc độc được cho là đã được tạo bởi vua Miridates 6 của Pontu, trị vì từ năm 120 đến năm 63 trước công nguyên, và đã được hoàn thiện bởi thầy thuốc riêng của hoàng đế Nero. Công thức nguyên thủy đã bị thất truyền. Theo Ariane Meyer, nhà nghiên cứu truyền thống dân gian kim sử gia tại Đại học Stanford, trong một bài viết năm 2008 với tựa đề Lửa Hy Lạp, mũi tên tẩm độc vào bơm bọ cạp, chiến tranh sinh học và hóa học trong thế giới cổ đại. Nhưng các sử gia thời cổ đại cũng bảo chúng ta rằng trong thành phần của nó có chứa thuốc viện, rắn hổ lục băm nhỏ và một sự kết hợp các lượng nhỏ chất độc và thuốc giải của chúng. Chất liệu quý giá này được gọi là Miridatium, đặt theo tên của vua Miridates 6. Mayer lưu ý rằng Sergei Popov, nhà nghiên cứu vũ khí sinh học hàng đầu trong chương trình Bio-Preparat của Liên Xô, người đã đào thoát đến Mỹ năm 1992, đã cố gắng tạo ra một liều thuốc Miridatium hiện đại. Thứ ba là kính uốn dẻo, một loại chất liệu vô cùng quý giá. Kính thủy tinh uốn dẻo là một loại kính không thể phá vỡ được, phát minh vào thời La Mã cổ đại. Kính nhân tạo khác với các loại thủy tinh hình thành trong tự nhiên như đá vỏ chai, còn gọi là thủy tinh núi lửa, được công nhận rộng rãi là sản phẩm của người Phoenicia. Trải qua hàng thiên niên kỷ, những người thợ chế tác kính đã mài dũa kỹ năng bản thân, cải tiến các kỹ thuật dùng khi chế tạo kính. Trong thời đế chế La Mã, kính thủy tinh là một mặt hàng được sản xuất đại trà, mặc dù người ta cũng tạo ra những loại kính đặc biệt sang trọng quý phái. Có thể nói rằng, một trong những loại kính hấp dẫn nhất trong số này là cái gọi là kính thủy tinh uốn dẻo. Kính thủy tinh uốn dẻo được coi là một phát minh huyền thoại, bị thất lạc, có từ thời trị vì của hoàng đế La Mã Tiberius Caesar. Tuy rằng tới nay chưa tìm thấy bằng chứng cụ thể cho loại kính này, nhưng có hai nguồn tư liệu chính củng cố cho sự tồn tại của nó. Một trong đó là cuốn lịch sử tự nhiên của nhà triết học Pliny già, trong khi cuốn kia là Satyricon, đường được cho là của tác giả viên quan Petronius thời La Mã. Mặc dù tác phẩm của Pliny có tính chất của một cuốn bách khoa toàn thư, thì tác phẩm của Petronius là một công trình mang tính châm biếm, cho thấy câu chuyện đáng kinh ngạc này được các nhà văn thuộc nhiều thể loại khác nhau nhìn nhận như thế nào. Trong cuốn lịch sử tự nhiên, Pliny cho biết loại kính thủy tinh uốn dẻo này đã được chế tác bởi một người thợ làm kính thời hoàng đế Caesar. Thay vì cố gắng giành được sự sủng ái của hoàng đế La Mã, thợ thủ công đã dũng cảm đóng cửa hàng của mình. Ông làm vậy vì lo ngại chất liệu mới này sẽ làm suy giảm giá trị của các kim loại quý như là vàng, bạc và đồng. Một câu chuyện tương tự đã được ghi nhận bởi hai nhà sử học khác là Cassius Dio và Suetonius.
phiên bản câu chuyện của viên quan Petronius trong cuốn Satyricon thì trái lại có phần kịch tính hơn. Trong phiên bản này, người thợ phát minh ra loại kính uốn dẻo đã được cho phép ý kiến hoàng đế La Mã để trình bày tác phẩm của mình. Sau khi hoàng đế Seja xem qua, chiếc cốc làm bằng thủy tinh uốn dẻo này, ông đã đưa lại cho người thợ chế tác và người thợ đã phần hết sức bình sinh đem nó xuống sàn nhà. Vì hoàng đế đã sốc trước những gì đang diễn ra, những người thợ kính lại tỏ ra khá bình tĩnh. Ông bước đến, từ từ nhấc chiếc cốc từ mặt đất lên rồi trưng cho hoàng đế xem, đoạn biểu thị rằng chiếc cốc mới chỉ bị lõm một chỗ. Người thợ chế tác thủy tinh sau đó lấy một cái búa nhỏ và gõ lên mặt kính và không lâu sau cái cốc trở lại hình dạng ban đầu. Người thợ chế tác kính thủy tinh La Mã tin rằng ông đã gây ấn tượng trước vị hoàng đế nên tỏ ý đứng đợi để được trao thưởng cho nhà phát minh thiên tài. Khi vị hoàng đế hỏi liệu có ai khác biết cách làm loại kính thủy tinh uốn dẻo này, người thợ trả lời không một cách chân thành. Nhưng thay vì nhận được phần thưởng mà ông mong đợi, người thợ lại bị đem đi hành quyết, mang theo bí mật chế tạo loại kính thủy tinh uốn dẻo này xuống nấm mồ cùng mình. Lý do đằng sau điều này là sự phổ biến, loại vật liệu mới này có thể khiến cho vàng bạc mất giá như đề cập đến trong câu chuyện của Pliny. Liệu có khả năng chế tác ra loại kính uốn dẻo La Mã này? Ngày nay, câu chuyện về loại kính thủy tinh uốn dẻo La Mã hầu như đều được nhìn nhận như vở thờ của Pliny, tức là vấp phải rất nhiều sự ngờ vực. Dù vậy, đã có một số phỏng đoán về cách thức loại kính thủy tinh này được chế tạo. Để ví dụ, một trong số đó là việc ông thợ chế tác có lẽ đã bằng cách nào đó tiếp cận được với axit boric hay là borax, còn được gọi là hàng the. Cả hai đều có thể được tìm thấy trong tự nhiên bằng cách thêm 1% nhỏ borioxid BO vào hỗn hợp thủy tinh, kết quả thu được là thứ gì đó tương đối cứng chắc, không thể bị vỡ rời. Có thể nói thêm rằng borax từng được nhập khẩu từ phương Đông vào châu Âu một cách thường xuyên vào thời Trung Cổ và nó đã được các thợ kim hoàng sử dụng như một chất trợ dung trong luyện kim. Acid boric cũng có thể được tìm thấy trong các lỗ thông hơi của vùng ven biển Maremma thuộc xứ Tuscan về phía bắc của Rome. Dù sao đi nữa, có khả năng những thợ chế tác thủy tinh đã vô tình tìm thấy nguồn này. Đây rất có thể là công thức cho loại kính thủy tinh uốn dẻo của La Mã. Và hy vọng chúng ta có thể tìm ra một nguyên mẫu trong thời gian gần đây để nó không chỉ còn là một phát minh thất lạc. Danh sách những phát minh vĩ đại vượt xa hiện tại của người cổ đại chưa dừng lại ở đó. Hãy cùng Lịch sử Thế giới tìm hiểu ở phần sau của video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Lịch sử Thế giới nếu lần đầu theo dõi video trên kênh của chúng tôi. Thứ tư là vũ khí tiên nhiệt. Nhà toán học người Hy Lạp Archimedes mất năm 212 trước Công nguyên đã phát triển một loại vũ khí tiên nhiệt vượt quá kỹ năng của chương trình Mythbusters trên kênh Discovery Channel vào năm 2004. Mayer đã miêu tả loại vũ khí này là nhiều hàng lá chắn bằng đồng được đánh bóng giúp phản chiếu các tia sáng mặt trời vào thuyền quân địch. Mặc dù chương trình Mythbusters không thể tái lập loại vũ khí cổ đại này và tuyên bố rằng đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng các sinh viên Học viện Công nghệ Massachusetts MIT đã thành công chỉ một năm sau đó. Vào năm 2005, họ đã đốt cháy một con thuyền ở bến cảng San Francisco nhờ sử dụng thứ vũ khí 2.200 năm tuổi này. Một loại vũ khí tiên nhiệt đã được hé lộ bởi cơ quan nghiên cứu cấp cao quốc phòng, sử dụng các tia vi sóng để thâm nhập vào lớp da nạn nhân, nung nóng nó lên nhiệt độ 54 độ C, tạo cho nạn nhân một loại cảm giác như là bị đốt bằng lửa, Mayer giải thích. Thứ năm là sắt Damascus. Vào thời Trung Cổ, các thanh kiếm được làm từ một chất liệu gọi là sắt Damascus đã được sản xuất ở khu vực Trung Đông từ một nguyên liệu thô gọi là sắt wood từ châu Á. Loại sắt này cứng một cách đáng kinh ngạc, nhưng chỉ đến thời cách mạng công nghiệp thì loại sắt cứng như vậy mới có thể được tạo ra một lần nữa. Bí mật để rèn loại sắt Damascus ở vùng Trung Đông này chỉ được tái hiện lại nhờ các kính hiển vi điện tử trong phòng thí nghiệm hiện đại. Loại sắt này được sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 300 trước Công nguyên và có vẻ như các biểu biết về loại sắt này đã biến mất một cách kỳ lạ vào khoảng giữa thế kỷ 18. Công nghệ nano đã được sử dụng trong quá trình sản xuất sắt Damascus vì các chất liệu được thêm vào trong quá trình rèn sắt để kích phát các phản ứng hóa học ở mức lượng tử. Theo giải thích của các chuyên gia khảo cổ Kay Chris Hicks trên trang about.com, đây chính là loại hình giả kim thuật. Hirsch đã trích dẫn một nghiên cứu của Peter Pawler, chỉ đạo tại trường Đại học Dresden của Đức và xuất bản trên tạp chí Nature Tự nhiên vào năm 2006. Pawler và đội ngũ của ông đã đưa ra giả thuyết cho rằng các tính chất tự nhiên của nguồn nguyên liệu từ châu Á, sắt, khi được kết hợp với các chất liệu ở khu vực Trung Đông đã kích phát một loại phản ứng. Chất sắt phát triển một cấu trúc vi mô được gọi là Sabit nanotubes. Các ống carbon cực kỳ cứng được biểu hiện trên bề mặt và tạo ra độ cứng của lưỡi kiếm, Hirsch giải thích. Các chất liệu được thêm vào trong quá trình sản xuất sắt Damascus bao gồm vỏ cây Sassia auriculata, nhựa cây gòn,
milquick, vanadi, chrome, mangan, coban, nickel và một số nguyên tố hiếm gặp khác. Và từ các dấu vết có thể suy ra nguồn gốc của chúng, có lẽ đến từ các mỏ quặng Ấn Độ. Hirsch đã viết, điều đã xảy ra vào giữa thế kỷ 18 là thành phần hóa học trong chất liệu thô đã thay đổi, tức là số lượng phi tế của một hoặc là một số các khoáng chất đã biến mất, có lẽ do mạch quặng riêng biệt nào đó đã bị cạn kiệt. Thứ sáu là bê tông La Mã. Các khối kiến trúc La Mã rộng lớn đã tồn tại qua hàng nghìn năm là minh chứng cho những ưu điểm mà bê tông La Mã so với bê tông hiện đại vốn sẽ xuất hiện dấu hiệu xuống cấp sau 50 năm. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã cố gắng hé mở bí ẩn về độ bền của khối bê tông cổ đại này. Thành phần bí mật của nó là tro bụi núi lửa. Một bài viết được xuất bản bởi Trung tâm Thông tin của Trường Đại học California ở Berkeley vào năm 2013 đã tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã hiểu được cách hợp chất canxi nhôm silicate hydro cực kỳ bền vững này kết nối với các vật liệu khác nhau. Quá trình tạo thành loại bê tông này sẽ tạo ra lượng khí thải CO2 thấp hơn so với quá trình tạo ra bê tông hiện đại. Tuy nhiên, một số nhược điểm khi sử dụng là nó cần nhiều thời gian hơn để khô và mặc dù nó tồn tại được lâu hơn, nó vẫn yếu hơn so với bê tông hiện đại. Sự khác biệt của bê tông La Mã cổ đại và bê tông Portland. Người La Mã làm bê tông bằng cách trộn cho núi lửa với vôi và nước biển để làm vữa và sau đó cho thêm các khối đá núi lửa vào khối vữa được gọi là cốt liệu trong bê tông. Sự kết hợp của tro, nước và vôi làm tạo ra phản ứng có tên là pozzolanic. Phản ứng xảy ra khi vật liệu kết hợp với canxi hydroxit thì tạo thành hợp chất có tinh chất xi măng. Người La Mã có thể đã nảy ra ý tưởng về hỗn hợp này khi quan sát các trầm tích từ đá núi lửa được bọc trong các loại xi măng tự nhiên từ tro núi lửa, vốn rất phổ biến ở thành phố Pozzuoli ở Vịnh Naples. Loại bê tông kết khối này được sử dụng rất nhiều trong công trình, bao gồm đền Pantheon, chợ Trajan ở Rome, các công trình biển khổng lồ để bảo vệ các bến cảng kho bãi, đồng thời là điểm neo đậu cho tàu bè. Bê tông xi măng Portland hiện đại cũng sử dụng cốt liệu đá, nhưng có một khác biệt quan trọng. Các hạt cát và sỏi được coi là trơ với phản ứng hóa học bởi vì bất kỳ phản ứng hóa học nào xảy ra với bộ xi măng có thể hình thành các chất làm giãn nở và phá vỡ bê tông. Trashen cho biết, phản ứng kim và silic này xảy ra trên toàn thế giới và đây là một trong những nguyên nhân chính gây hủy hoại kết cấu bê tông xi măng Portland. Quá trình phản ứng hóa học trong bê tông La Mã cổ đại. Marie Jackson và các đồng nghiệp phát hiện rằng phản ứng hóa học giữa các cốt liệu và vữa của bê tông La Mã đã giúp ngăn ngừa các vết nứt, trong khi bề mặt trên cốt liệu trơ của bê tông Portland chỉ khiến các vết nứt lan rộng. Khi nước biển thấm qua các khối bê tông La Mã ở đê chắn sóng và bến tàu, nó đã giải phóng các thành phần của tro núi lửa và cho phép các khoáng chất mới hình thành từ các chất lỏng có độ kiềm cao, đặc biệt là ontobermorite và philipsit. Ontobermorite có thành phần giàu silic tương tự như là tinh thể hình thành trong đá núi lửa. Các tinh thể có hình đĩa dẹt đã củng cố liên kết, củ vữa và làm tăng khả năng chống nứt gãy của bê tông. Trashan nói rằng quá trình này tương tự như quá trình ăn mòn, thường là điều xấu đối với vật liệu hiện đại. Chúng ta đang nhìn vào một hệ thống trái ngược với bình thường, những điều không mong muốn xảy ra trong bê tông xi măng. Cô nói, chúng ta đang nhìn trong một hệ thống phát triển nhờ các trao đổi hóa học mở với nước biển. Vì không có văn bản nào ghi chép lại công thức của bê tông La Mã trong quá khứ, nên hiện tại, Mary Russell và đồng nghiệp vẫn đang tìm kiếm công thức thay thế chính xác. Các khối bê tông La Mã cổ đại cần thời gian để gia tăng độ bền vững từ nước biển. Chúng chịu sức nén kém hơn so với bê tông xi măng của Portland thông thường. Vì những lý do đó, không chắc rằng bê tông La Mã có thể trở nên phổ biến trong tương lai. Nhưng nó có thể rất hữu ích trong các hoàn cảnh cụ thể, đặc biệt là các công trình biển vốn rất tốn kém và độ bền không cao. Bê tông La Mã cũng đã khép lại danh sách mà Lịch sử Thế giới muốn chia sẻ cùng quý vị. Hãy để lại bình luận phía dưới video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.